Hello xin chào các bạn Ở video hôm trước thì các bạn đã thấy sức mạnh của Fabiano Caruana Khi anh có pha thí hậu quỷ khóc thần sầu khiến cho Hikaru Nakamura phải khóc thét Hôm nay mời các bạn đến với giải đấu ứng viên năm 2021 Để tiếp tục chứng kiến sức mạnh của Caruana Khi anh đối đầu với đại kiện tướng Nga là Kiri Alexenko Đây cũng là video mình làm theo yêu cầu của bạn Nguyễn Việt Bách Ở ván này Caruana được cầm quân trắng đi trước Anh mở màn với tốt D4 Alexenko đáp trả bằng nước mã F6. Tiếp theo, trắng đi tốt C4, đen đi tốt E6. Trắng đi mã C3, đen đi tượng B4, ghim mã, hình thành khai cuộc phòng thủ Nimzo Indian. Trắng đi tốt F3, là mà đạp đẩy tốt lên E4. Đen liền đi tốt D5, ngăn chặn. Trắng đẩy tốt A3, tấn công tượng đen. Đen không đổi tượng lấy mã của trắng, mà lùi tượng về E7 trắng theo kế hoạch đẩy tốt lên E4 mở đường cho tượng phát triển. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen và trắng vẫn có bộ ba tốt cực mạnh kiểm soát trung tâm. Đen để tốt C5 tấn công nhằm phá vỡ bộ ba tốt của trắng. Nếu tốt trắng ăn tốt đen thì hậu đen ăn hậu trắng, mã trắng ăn hậu đen thì mã đen ăn tốt trắng. Đen sẽ có quân mã mạnh kiểm soát trung tâm kết hợp cùng với tượng tấn công tốt C5 không có lợi cho trắng. Vua trắng ăn hậu đen thì tượng đen ăn tốt trắng, trắng sẽ bị mất quyền nhập thành và tự nhiên xuất hiện một quân tốt cô lập rất dễ bị thủ tiêu. Do đó ở ván cờ thực tế, trắng không đổi tốt với đen mà đẩy tốt lên D5 gạ đổi. Tốt đen ăn tốt trắng, tốt trắng ăn lại tốt đen. Đen nhập thành, đưa vua vào vị trí an toàn và đưa xe ra khu trung tâm. Trắng đi tượng E2, Đen bình xe E8 kiểm soát cột mở E và nhắm về phía vua trắng. Không chậm trễ, trắng nhảy mã F3 chuẩn bị nhập thành để an toàn cho vua. Đen đi tượng G4, trắng nhanh chóng nhập thành. Đen phát triển mã D7, mở đường cho xe A8 xuất trận. Trắng đẩy tốt D6 tấn công tượng đen. Đen lùi tượng về F8. Trắng đẩy tốt H3 tấn công tượng đen. Đen lùi tượng về H5. Trắng nhảy mã lên B5. Định bụng sẽ nhảy tiếp vào C7 tấn công đôi hai xe của đen. Đen đi xe E6 tấn công tốt trắng. Nếu trắng nhảy mã vào C7 tấn công đôi hai xe của đen thì xe đen ăn tốt trắng và tấn công hậu trắng. Chạy hậu thì mất mã, trên nước tốt nhất dành cho trắng là lùi mã về D5 để cản. Khi đó thì mã đen ăn mã trắng, tốt trắng ăn lại mã đen Đen nhảy mã B6 kết hợp cùng với xe và hậu tấn công tốt trắng. Lợi thế sẽ thuộc về đen. Do đó ở ván cờ thực tế Trắng đi tượng F4 bảo vệ tốt Tiếp theo thì đen có thể, đen có thể đi xe E4 tấn công tượng trắng Trắng chạy tượng với H2 thì đen đẩy tiếp tốt A6 tấn công mã trắng nếu mà ở ván cờ thực tế thì đen lựa chọn đẩy tốt A6 tấn công mã trắng trước Và thế là trắng nhảy mã vào C7 tấn công đôi hai xe của đen Đen chạy xe e 4 tấn công tượng trắng nếu mã trắng ăn xe đen thì xe đen ăn tượng trắng Trắng chạy mã về C7 thì đen nhảy mã B6 Mở đường cho tượng và hậu tấn công tốt trắng Thì đen chắc chắn sẽ vặt tiếp được tốt và mã của trắng Do đó ở ván cờ thực tế Trắng không ăn xe đen mà lùi tượng về H2 Vẫn duy trì cuốn mã bạch tuộc khiến cho đen cực kỳ khó chịu Đen bình xe C8 tấn công mã trắng Trắng đẩy tốt G4 tấn công tượng đen không thèm chạy tượng nên đổi tượng lấy hai tốt của trắng trắng đi tượng d 3 tấn công xe đen mã đen ăn tượng trắng nếu mã trắng ăn lại mã đen thì hậu đen g 5 chiếu và kết hợp cùng xe sẽ khuấy đảo hàng phòng ngự của trắng do đó trắng không ăn lại mã đen mà lấy tượng ăn xe đen mã đen ăn xe trắng hậu trắng ăn mã đen tượng đen ăn tốt trắng và tấn công mã trắng như vậy là đen đã thí một tượng để ăn lại được 3 tốt của trắng. Về tương quan điểm số thì cân bằng. Nhưng mà thực ra trên bàn cờ đang còn rất nhiều quân. Ván cờ chưa chuyển về tàn cuộc thì tốt lúc này cũng chưa phát huy được sức mạnh. Cho nên lợi thế thì vẫn đang thuộc về trắng. Tiếp tục túc tiệp thì trắng chạy mã về D5. Đen để tốt G6. Trắng phi hậu lên H3 gây sức ép lên tốt H7. Đen đi vua G7. Trắng dịch vua sang h1, mở đường cho xe sang g1. Đen nhảy mã e5, chiếm lĩnh trung tâm và gạ đổi. Với lợi thế hơn về tốt, đen muốn gạ đổi quân nhanh đưa về tàn cuộc. Khi đó thì ba tốt thông có vua bảo kê, chắc chắn sẽ mạnh hơn một tượng hoặc là một mã rất nhiều. Do đó trắng không dám đổi mã với đen mà chạy mã h4. Nếu mã đen ăn tốt trắng thì trắng thí mã vào f5 chiếu. Tốt đen ăn mã trắng thì xe trắng g1 chiếu. Vua đen chạy H8 thì tượng trắng ăn tốt đen kết hợp với hậu tấn công tốt H7. Đen sẽ bị chiếu hết sau vài nước. Vua đen chạy F8 thì hậu trắng ăn tốt đen. Dọa phi vào H8 chiếu hết. Đen cũng chỉ cầm cự được thêm vài nước. Còn nếu tốt đen không ăn mã trắng thì đen sẽ phải chạy vua về F8, G8 hay là H8. Khi đó tùy từng trường hợp cụ thể trắng đều có những phương án tấn công để dồn ép vua đen và giành được chiến thắng. Trở lại ván cờ thực tế. Đen không lấy mã ăn tốt trắng mà đẩy tốt H5. Trắng theo kế hoạch bình xe G1. Đen lùi tượng về F8. Tiếp theo thì trắng lên thí mã ăn tốt đen. Tốt đen hay mã đen ăn lại mã trắng thì trắng nhảy mã F4 chồng quân với xe và tượng tấn công cứ điểm G6. Lại còn dọa là nhảy vào E6 tấn công đôi vua và hậu đen thì đen sẽ toang. Nhưng ở ván cờ thực tế thì chắc là trắng không nhìn ra nước thí mã này, cho nên nhảy mã F4 dồn toàn bộ các quân để tấn công cứ điểm tốt G6. Đen liền nhảy mã G vào, đen liền nhảy mã G4 bịt cột G lại dọa nhảy vào F2 chiếu bắt hậu trắng lên thí mã ăn tốt đen chiếu tốt đen ăn mã trắng và mã đen bị ghim không thể nhảy vào H không thể nhảy vào F2 được nữa ở đây trắng có thể nhảy mã F5 chiếu mở đường cho hậu tấn công tốt đen đen chạy vua H7 hay là H8 thì hậu trắng ăn tốt đen chiếu và đen sẽ bị chiếu hết sau vài nước Đen chạy vua G8 thì xe trắng ăn mã đen chiếu và đen cũng sẽ bị chiếu hết sau vài nước. Đen chạy vua G6 thì trắng nhảy mã G3 chiếu mở. Vua đen có chạy kiểu gì thì tốt đen cũng bị thịt mất. Tốt đen mà không còn thì mã đen cũng sẽ bị thịt, đen sẽ toang. Đen chạy vua F6 thì trắng bình xe F1 ngăn không cho mã đen F2 và dọa nhảy mã D6 chiếu mở, đen cũng sẽ toang. Tuy nhiên, ở ván cờ thực tế, trắng không đi mã F5 mà lại đi tượng D5, tấn công đôi xe và mã đen đang bị ghim. Thật ra, mục tiêu chính ở đây là mã đen, chứ còn xe đen thì đang hơi phế, không gây ra một chút nguy hiểm nào. Đen đi tượng F7, kết hợp với hậu tấn công lại mã trắng. Tượng trắng ăn mã đen. Nếu tượng đen ăn mã trắng thì tượng trắng ăn xe đen, chiếu mở. Trắng lợi hơn một xe sẽ dễ dàng giành chiến thắng. Do đó ở ván cờ thực tế Tốt đen ăn lại tượng trắng Hậu trắng ăn tốt đen chiếu Đen có chạy vua đi đâu cũng sẽ bị chiếu hết Do đó nước tốt nhất là tượng E5 cản chiếu Trắng nên hiệu H5 mở đường cho xe tấn công Và đen chắc chắn sẽ bị mất tượng Sau nước đi này thì đen biết là cô cố gắng Cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài mà thôi Nên đành dừng đồng hồ chịu thua Nếu tiếp tục thì ván cờ có thể diễn ra như sau như vậy không cần những pha thí quân quỷ khóc thần sầu, Caruana vẫn chen ép được đối thủ đến nghe thở và giành được chiến thắng quả không hổ danh là kẻ thách đấu và hòa 12 ván với vua cờ Manukasen. Ok cảm ơn các bạn đã theo dõi video xin chào và hẹn gặp lại.